Xin chào anh em, giới thiệu với anh em cây Yamaha mini. Rất nhiều anh em ưa chuộng dòng đàn này luôn nha anh em nha. Thời gian vừa rồi mình có về một đợt hàng có những cây mini Yamaha, hàng chính hãng xịn nha anh em nha. Những cái đó thì hàng đẹp, ngoại hình nó đẹp và nó hoàn hảo hết. Thì giá nó 4,5 triệu, có cây 5 triệu rưỡi, 6 triệu thì nó tùy cây nha anh em. Lô hàng đó mình đã bán hết rồi. Anh em cũng nhiều người kêu mình có hàng thanh lý, hàng rẻ dòng đàn đó không á, thì mình cũng ráng mình kiếm nha anh em, kiếm có thôi chứ cũng hên xui à. Thì mình đặt hàng về nè cũng phải săn dữ lắm mới về được. Đợt hàng này mình cũng săn về giá rẻ rẻ cho anh em, thì tất nhiên nó rẻ thì ngoại hình nó không đẹp như những cây trước anh em. Những cây trước thì nó đẹp nha anh em, nó đẹp hoàn hảo, đẹp từ đầu đến chân luôn nha. Những cây này mình thanh lý nhập về rẻ, chủ yếu là mình săn giá rẻ về cho những anh em nào cần đàn rẻ ngon. Cây đàn này rẻ nha, đẹp là anh em nhìn thấy không, ngoại hình anh em nhìn xa nó vẫn là một cây đàn đẹp thôi, nhưng mà nhìn gần nó chạy xước nha anh em nha, nhìn gần nó có chạy xước là lắm tấm cũ quá, đàn qua sử dụng mà cây đẹp thì nó sẽ cao tiền, còn những cây này nó sẽ xước, nó cũ thì nó rẻ tiền thôi nha anh em nha. Thì anh em nào săn những cây này thì liên hệ với mình, có cây anh em, có cây lâu lâu mới về được, cây nó rẻ thì ngoại hình nó cũ anh em nha, ngoại hình nó cũ anh em phải chấp nhận chuyện đó nha, cũ chứ không phải hư nha anh em nha. Có nhiều anh em quan niệm nó hơi sai, có nhiều anh em nói mình ủa trời nó cũ sao chơi được, nó cũ liên quan gì đâu, cũ nó phải hư đâu, hư hỏng nó khác cái cũ nha anh em nha. Có nghĩa là cây đàn này chất lượng tốt hoàn toàn nha anh em nha, cái này mình khẳng định ở trên clip với anh em là chất lượng tốt hoàn toàn, âm ngon lành, nó cũng giống như những cây mà 4-5 triệu, 5-6 triệu gì trước mình bán thôi anh em, nó y chang như thôi, âm là ngon lành nha, cần phím cũng ok hết nha. Từ vì về đến đây là mình đã set up, mình kiểm tra ok hết cho anh em rồi. EQ vẫn là EQ xịn nha, vẫn là EQ zin chính hãng của Yamaha, đồ xịn, kết nối ly tuyệt vời luôn, tất cả nó đều ok hết, chỉ có cũ thôi nha anh em nha. Cũ nó khác với hư nha, đây mình khẳng định trên clip cho anh em biết, chứ nhiều anh em hỏi mình đâu chứ nó cũ sao chơi, nó cũ rồi nó bị này bị kia, nó cũ khác với hư chứ, bị này bị kia là nó bị hư nha anh em nha, có nghĩa là nó bị là nó hư rồi, nó bị nó hư, còn cái này nó không bị, hay là nó bị mà bị chạy hay là bị cũ nha anh em nha, nó bị cũ khác với bị hư nha. Nhiều anh em quan niệm vấn đề đó, có nghĩa là nghe nó cũ với sợ nó bị hư, cũ đâu liên quan gì đến hư đó anh em, cũ là đồ dùng rồi, giống như anh em mua lại một cái xe cũ người ta xài nha anh em, trừ khi anh em mua ngay cái xe hư thì nó mới hư thôi, còn anh em mua cái xe bình thường thì nó vẫn chạy bình thường, như người ta đổ xăng thay nhớt rồi chơi thôi nha anh em nha. Đàn này cũng vậy, cây này là cái đàn cũ mình cũng giới thiệu rất là nhiều anh, mình chuyên bán hàng second hand Nhật mà, thì những cây nó càng đẹp thì nó càng cao tiền, như những cây này mà nó đẹp hơn thì nó 4 triệu mấy 5 triệu mấy nha anh em nha. Cây này thì nó lướt xước nó cũ hoàn toàn là ngon lành nha anh em nha, không lỗi lầm, không hư hỏng, không vấn đề gì về đàn luôn, chỉ cái cũ thôi, cũ thì nó phải có chạy xước, nó rẻ nha anh em nha. Ngoại hình đàn đây, mình quay cho anh em coi cái vấn đề về ngoại hình đàn đây đó, chạy xước nè, nhẹ nhẹ thôi nè, mấy cái này thì đơn giản, nó không có gì nặng nề luôn á. Đặc điểm của cây đàn này á, nhỏ gọn nha anh em, nhỏ gọn và tiện lợi, anh em thấy mình cầm không, nhẹ tưng à, người lớn chơi được, nít chơi cũng được, ai chơi cũng được nha anh em nha. Cái cần nó vẫn là cần chuẩn, chỉ có cái thùng đó là nó nhỏ hơn bình thường thôi nha anh em nha, vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai nữa mà đặc điểm ưu điểm của cây đàn này á, là cái gối cần nó nằm ngay đây, cái gối nó dài nó dày vậy nè, mình cũng hay nói với anh em á, thì nó sẽ làm cho cái mặt cần không bị sụp xuống, nó không bị sập xuống thì cái cần nó rất là êm, nó không có bị kiểu như là mo cần này kia nữa nè. Và một vấn đề nữa ngon lành ở cây đàn này là cái cần này mình có thể tháo ra luôn, anh em có thể tháo rời ra nha, tháo rời ra, cái gì anh em đi du lịch đi xa, anh em không có cái hộp cứng, anh em đóng tháo rời cái cần ra gặp nó lại, tháo rời cần đằng sau nó ốc rồi nè, anh em tháo ra anh em gặp nó lại thôi, vậy là ok nha anh em nha. Hoàn toàn là chất lượng tốt, mình giới thiệu sơ về cây đàn này một lần, tuy nhiều khi có những anh em chưa theo dõi những clip trước cho nên không biết. Cây này mình đang bán giá 3 triệu 100 ngàn, 3 triệu 100 ngàn nha. Đàn kèm theo cái bao của Nhật, bao da của Nhật, này là bao đã qua sử dụng luôn nha anh em nha, đó nó vậy, cái đàn nó vậy, bao với phím nha anh em. Ở đây mình cũng có cái cabo Nhật này, cabo này của Nhật, còn xài sao thì anh em về nghiên cứu nó, buộc vô đây nè anh em, đó thì mình bỏ vô trong cái bao luôn đi, rồi thua luôn Suvina, cái bao nó không có túi. Bao làm kiểu tếu mà chết, Nhật làm gì phải khó hiểu. Đây, đó, để cho anh em mình mới kèm theo phím nha anh em nha, kèm theo phím gãy đàn. Giá mình bán là 3 triệu 100 ngàn nha anh em nha, 3 triệu 100 ngàn thôi. Ngoài hình đàn ok, nói chung lướt xước, để mình quay gần cho anh em coi nha. Mình sẽ quay gần, mình test cần phím, test âm thanh cho anh em nghe. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều. Rồi anh em coi gần đàn nè, mặt tớp của đàn tương đối
ok, nó cũng lướt xước nè anh em nhìn nha. Đàn cũ hồi nãy mình có nói với anh em á, nó sẽ có vài vết lướt xước nhưng nó nhỏ nha anh em nha, nó không có lớn gì hết á. À, lấm tấm như vậy nè anh em, nó cũ nha. Để mình quay gần cho anh em coi đó, để lâu cho anh em ngắm nghía nha. Ở trên nó eo bên đây lên đó, để đây đi cho anh em ngắm nghía đây nè, lướt xước lấm tấm nhiều, nó này chắc chỗ người ta chơi người ta gõ gõ đây nè đó, để lâu cho anh em ngắm những vết xước của nó nha. Này là tem của đàn, còn seri của đàn anh em nhìn xéo đây anh em thấy không đó, seri trong đây. Cái gối cần thì nó nguyên cục gỗ được luôn nè, người ta có miếng gỗ nhỏ xíu à, nó nguyên cục gỗ từ bên đây qua đây luôn đó. Rồi eo này mỏng nha anh em nha, mini nhỏ xíu siêu à. Lưng ốc này nè anh em tháo cái cần ra luôn nha, tháo bốn ốc này gỡ cái cần ra đó, chừng nào xài thì lắp lại. Này EQ volume tone rất là ngon lành nha anh em, pin ở đây. Rồi mặt cần, khóa này khóa Yamaha anh em thấy chữ Yamaha đó, khóa Yamaha đây. Ok nha, đo các sành cho anh em coi, dây số 1 nè, thấp hơn chuẩn xíu nha anh em, đây là kéo lên chuẩn là nằm đây, dây mình thấp hơn chuẩn thì nó thấp hơn, êm hơn một miếng, êm tay hơn, dễ chơi hơn thôi. Đây dây 6 cũng vậy nè, chuẩn nè, thấp hơn chuẩn miếng đó. Ok rồi, rồi mình sẽ test cần phím cho anh em nghe. Đây nhỏ xíu mà âm nó cũng dữ dằn không. Cần phím ngon lành anh em thấy không, mình test những cái ngang dưới cho anh em coi luôn nè. Các anh em thấy không, action nó nhẹ êm ngon lành nhưng mà cần phím nó không hề lỗi lầm gì luôn nha anh em nha. À, rất là ok. À, mình rải vài hợp âm anh em nghe để cảm nhận cái âm mộc của đàn. Chất lượng rất là tốt nha anh em nha, âm thanh nó sạch, nó trong, nó đều tiếng. Để mình kết nối âm ly cho anh em nghe cái âm của đàn khi nó kết nối âm ly. Dòng này là nó chuyên đánh âm ly luôn anh em, cho nên khi ra loa chơi thì tiếng nó cực kỳ hay nha. À, đó, anh em nghe không, dỗ vô cái dây cái này cái âm ly tiếng ra loa nè. À, mình dặn nhỏ lại xíu coi nó to quá đó. Rồi 6 dây nè, to quá để dặn nhỏ nè, cái dặn mới có 40 thôi đó anh em mà cái tiếng nó ra. Rồi 6 giây. Rồi mình sẽ rải vài hợp âm để anh em nghe cảm nhận cái âm của đàn khi nó kết nối với âm ly nha. Vời luôn anh em. Dòng đàn chuyên âm ly, chuyên sân khấu cho nên tiếng nó ra loa thì nó hay là đúng anh em nha. À, chất lượng tốt, âm hay, giá rẻ nha anh em nha. Ngoại hình thì nó không đẹp. À, nó không đẹp cho nên nó mới rẻ anh em. À, nó xước xước nha anh em, chứ nó không đến nỗi mà quá xấu đâu nha anh em nha. Anh em nhìn thấy rồi, mình để gần cho anh em coi nè. À, cũng khá là đẹp anh em, chỉ vài vết lấm tấm kiểu cũ theo thời gian anh em nha. Rồi, 3.100.000 nha anh em. À, thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để ở phần tiêu đề và phần mô tả, anh em có thể xem trực tiếp trên góc màn hình cũng có.
mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều.